Thưa các bộ các mẹ, thưa các nhà quân mạng, đã năm khánh ni, quê hương Đắk Bắc xác định du lịch là một trong những mục tiêu quan trọng, có phần phát triển kinh tế xã hội của quê hương. Có đưa tiềm năng thể mạnh từ mà phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng, khám phá, trải nghiệm, bê cảnh sắc thiên nhiên vô cùng thơ mộng, cùng đa nét văn hóa đặc sắc của mỏ Minh Lung ni, đã thu hút khoảng khách du lịch khánh xa đến với quê hương ni. Điều bê việc là đăng chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra hàng năm, quê hương Đắk Bắc đa công đang cổ cảng là đồng bộ đến giải pháp trong việc tập trung ưu tiên phát triển kinh tế du lịch, góp phần khai thác số tiềm năng lợi thế của quê hương. Phần cuối chương trình ngày hôm nay, mời các bộ các mẹ các cơ quan mạng đều ngỏ nội dung ni bớ phỏng sự khâu. Đến với du lịch cũng đúng homestay trọng kể cha hiến lương, quê hương Đắk Bắc bảo mỗi ngày dưa tuấn. Chủ lương khác chủ lịch ép hơn, trả vời tán ngày cuối tuấn. Nì là điều kiện lưỡi, đỡ đửa Dương Văn Đông cũng tán đồng nghiệp của miếng là việc ở công ty chiến thông cùng chủ lịch Việt Long có cơ hội đỡ khám phá tìm hiểu là nghiêm đưa hơn với tán loại hình du lịch homestay ở xóm kệ. Vừa là khe du lịch cũng là mỏ là du lịch đồ đông thường cỏ tán chưa chính khao chát điểm đỉnh du lịch mời hoang chơ đỡ kết nổi tán tour tuyển du lịch cho khe du lịch lòng cố quái nước. Khao ba ngày tìm hiểu khám phá cũng trải nghiệm du lịch ở môi chỗ lũ ô nhá là du lịch cũng đúng ở trọng kể. Đưa đồn ra thái lắng, cũng ưa với cảnh quan thiên nhiên du lịch ở ni. Du lịch cũng đúng ở trọng kể còn chưa ản đứa như cái nét hoang trơ, cảnh sắc thiên nhiên. Cũng con mỏ ở ni thân thiện, mịn khét, lưu chữ ản đứa nét văn hóa thôi đẹp. Đặc biệt chả cá chất lượng dịch vụ du lịch ở nì rất phù hợp, chẳng quả đắt trả với tán điểm du lịch cũng đúng đửa đặt tướng đỉnh. Nì thức chữ là mỗi điểm du lịch hấp dẫn, đỡ mỗi mỏ là du lịch như đửa đông, kết nổi tán tour tuyển du lịch cho khét lòng nước cũng khét nước ngoái, điểm du lịch cũng đúng ở trọng kể cho hiến lương đứa hơn. Mình em đánh giá cảm nhận thấy là thứ nhất là ở đây bà con cũng đã biết cách làm du lịch. Mình kia ở nì, ô ngay y mặt cách là du lịch, cũng có một số lựa chọn dịch vụ homestay cho khách lưu trú ở đèn quen Long Hồ. Thật ra hay cánh vật ở nì rất là dối. Ô ngay đi du lịch, chắc là quen bên đăng ký địa danh nối xiển của Hòa Bình như là Mai Châu, rồi một số khu vực khác. Tuy tinh tỉ, Đà Bắc là một điểm mới khá hấp dẫn. Nó y là một sự lựa chọn khá thú vị cho khách du lịch nước ngoài, có thời gian bắn đến với Việt Nam khi đi hàng ngày. Đánh giá cảm nhận chung của mình, kia là dịch vụ homestay ở nì khá là sôi, vì đàn homestay bám theo Long Hồ. Công bọn mình ở nì có cách đầu tư, quản trị dịch vụ khá là ổn. Và bà con ở đây cũng đã biết cách đầu tư, quản trị dịch vụ khá là ổn. Khách du lịch đến với điểm du lịch cũng đúng ở trọng kể cha hiến lương đều ưa cố mong hảo ản quay lơ lái nì đưa hơn. Bởi du lịch ở nì phong phú cũng đa dạng với cái kết hợp hài hóa của khung cảnh thiên nhiên thối đẹp giữa lòng hồ Hòa Bình, hồ khu rừng cũng du lịch cũng đúng với tán nét hoang trơ mà hùng vi. Mỗi chỗ lỗ ổ nhá là du lịch cộng đồng ở nì đa mắt khai thác tiềm năng thể mạnh của lòng hồ Hòa Bình, đỡ chơi chứng tán điểm lưu chủ du lịch cộng đồng với tán điểm view, tầm nhìn đẹp hưởng thảo hồ Hòa Bình, rúng lợn, giúp khách cảm nhận kỳ thoảng đang, không gian thơ mũng, khí hậu lòng lén ở nì. Lần đầu tiên hôm nay mình đến với Đà Bắc. Bần đầu tiên mình đến với Đà Bắc hay kia phong cảnh ở nì rất là sôi, cánh vật hoang sơ hơn đến địa điểm khác. Mê mất kia dịch vụ Uni vẫn còn hơi ép, mong rằng khắp đỉnh sẽ phát triển chẳng hơn. Phát triển mạnh hơn. 8 năm khinh ni, cha hiến lương quân mướng Đà Bắc đã tấn trúng cũng khai thác thối tán tiềm năng thể mạnh của quân mướng, đỡ lá du lịch. Căn ní cha hiến lương quân mướng Đà Bắc có ba lỗ ố nhá lá du lịch cũng đúng homestay, lòng nảy có homestay hưu thảo, homestay xác luyện, homestay trành thuần. Cùng mỗi chỗ điểm du lịch mới như khu du lịch sinh thái Đà Bắc Ecolot thuộc trỏ mải cha hiến lương, homestay Choan ở trỏ mơ cha hiến lương là điểm đến lý tưởng với du khách quán non thuổi tán hoát đúng trải nghiệm thiên nhiên thú vị. Thời gian chấp hơ tán lộ nhá là du lịch homestay lên quần mướng cha hiến lương đã chú ý quan tâm hơn quế cơ chế vật chất lưu trú, nâng lên chất lượng dịch vụ du lịch, cũng như quảng bá sản phẩm du lịch của quê mướng, được góp phần đẩy mạnh thu hút khách du lịch quế với quê mướng.
Khao thời gian trái chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, du lịch cũng đúng cha hiền lương thời gian khinh nỉ cũng đã nọng lỡ lái, khi du lịch đến với Quần Mướng ngày mới khóm hơn, với chất lượng phố phủ chẳng ngưỡng thốt lên. Chính vì thế, Đảng ủy Ủy ban nhân dân cha hiền lương cũng đã có tán chỉ đạo cũng tiền chiến cụ thể để tán lỗ ổ nhá là du lịch làng Quần Mướng. Lòng lùa, tập lung vận đúng tán lỗ ổ nhá, lá hôn tay, chủ ý, tù chứa cơ chứa vật chất, vô ruộng thêm, tán phóng lưu chủ, phóng nghỉ cũng đúng, đáp ứng với nhu cầu của khách du lịch đi theo nhóm, cũng khách du lịch đi theo lỗ ổ nhá. Vận đúng tán chú homestay, tán lớp tập huấn đào tạo nghiệp vụ du lịch, đỡ nâng lên cái chất lượng dịch vụ du lịch ở lỗ ổ nhá, đảm bảo tán hoạt đúng quế công tác an ninh chất tử cũng về trình mùi lưỡng ở tán điểm du lịch cũng đúng. Quần Mướng cũng đã tuyên truyền vận động tán chủ homestay lá nghiêm cái quyết khai báo thường xuyên về chính quyền Quần Mướng Huế chủ lượng khách lưu trú ở lỗ ổ nhá, đầu tiến cho quyết nắm bắt tình hình cũng quản lý món thả bao Quần Mướng, đặc biệt khách du lịch lá món nước ngoài. Bên băng lùa, quyết phát triển kinh tế du lịch ở Quần Mướng lòng thời gian chấp hơ đã góp phần trắng oai lòng vấn đề trái quyết quyết lá tạo thu nhập cho một miếng lòng Mướng. Tôi thấy là trong cái lĩnh vực phát triển du lịch này thì tôi thấy là lòng lý vực lá du lịch ní thì cũng giúp cho Quần Mướng trật đứ. Tán tuổi cũng ở đen quen nị lá homestay. Nếu với tán ô nhá ơn ní thì tán tuổi thấy là kẻ phát triển du lịch ní, giúp cho tán tuổi nả lưới. Quế tán cùng quyết như là mua bảnh. Tán tuổi lá tha hãng hỏa, tán tuổi bảnh ản rất là thôi. Có thu nhập cho lộ ô nhá ổn định. Rất là cũng có thu nhập cho gia đình, cũng ổn định. Lòng 8 năm chấp hơ, Quần Mướng Đà Bắc đã tập lùng đưa nguồn lực, tránh đứa cơ chế cũng như công tác quảng bá thu hút đầu tư, đưa phát triển ngành du lịch, nhất là du lịch cũng đúng. Bớ lùa, chẳng ứng trời thiếu với tiềm năng, lưới thể, điển khóm chủ khác, nhà đầu tư lòng nước cũng quốc tế. Mấy năm lỡ lái ni, Quần Mướng cũng đã thu hút mỗi chỗ nhà đầu tư bao, đưa lá phát triển du lịch lên Quần Mướng. Đến may, Quần Mướng Đà Bắc đã phát triển ảnh đứa điểm du lịch cũng đúng ở chòm kể cha Hiến Lương, chòm Đức Phong, Mó Hiểm cha Tiến Phong, chòm Trưng cha Cao Trơn, thu hút hàng 5.000 lượt khách du lịch 8 năm. Lòng chiến lược là du lịch của Quần Mướng Đà Bắc tầm nhìn đến năm 2030. Đánh ta mục tiêu đưa Đà Bắc lỡ thành mỗi điểm du lịch ảnh ưa lòng tình, góp phần lá thêm quyết lá nâng lên thu nhập cho cũng đúng láng Mướng, chiến dịch cơ cầu kinh tế Quần Mướng, tạo nguồn thu cũng tăng thu cho ngân sách nhà nước. Theo lũa huyện tập lung xây dựng cũng bàn hành chính sách ưu đãi hạ tầng đúng giúp đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, tạo cơ chế đợt lỗ ổ nhá tán dẫn tố ép mỏ ở tán chuẩm có tiềm năng là du lịch có thể trực tiếp tham gia tán hoạt động dịch vụ du lịch ở tán điểm du lịch cũng đúng. Bên băng lũa đa tráng hỏa tán sản phẩm dịch vụ du lịch cũng đúng, nâng lên công tác đào tạo cũng phát triển nguồn nhân lực đỡ lá du lịch. Huy đúng tán nguồn vốn đầu tư, nhất là vốn ngân sách nhà nước ăn ưu tiên cho tán công chính lắng điểm quê chủ lịch, hệ thống kết cấu hạ tầng. Huyện luôn khuyến khích mới gói tạo điều kiện lưới cho tán nhà đầu tư có đủ năng lực, chính đủ kinh nghiệm, khả năng tái chỉnh, đầu tư kinh doanh du lịch lòng Quần Mướng. Khi chúng tôi lên đây, chúng tôi nhận thấy là trên này cái quang cảnh... Khi đàn tôi lên đây, đàn tôi kia ở lên đây, cái quan trọng là cảnh sối. Mặt hồ phơi thiên nhiên ướt nì rất là hoang sơ. Tính tỉ đàn tôi kia tiềm năng phát triển du lịch là rất đưa. Khi mà đầu tư tỉnh nì, hay đàn tôi quan trọng nhất là hiểm giữ bản sắc dân tộc, cùng quang cảnh thiên nhiên đơn sơ ở lung nì. Quang cảnh tự nhiên đơn sơ ở đây này. Tỉnh đến hết tháng Mướng năm 2022, Quần Mướng Đà Bắc có 9 cơ chế lưu trú làng này có khảo hà phóng nghi, 4 điểm kinh doanh du lịch, mới 3 lỗ nhá kinh doanh du lịch cũng đúng. Thay chỗ lượt khác để tham quan nghỉ trường là khách mỗi lòng mới 3.790 lượt, lòng lùa khách du lịch nối đĩa lên mỗi lòng mới 3.150 lượt, khách du lịch quốc tế là khảo 520 lượt. Chỗ lượt khách du lịch tăng lên 4% trở về điều ký năm hơ. Doanh thu du lịch ảnh khoảng 100 tỷ khảo mở lưu đúng, tăng mới chỉ 5% trở về điều ký. Đối với các hộ thực hiện làm du lịch homestay thì cũng là mở các lớp đào tạo như chẳng hạn như là cái về nấu ăn này. Đối với Đan Nha là du lịch hôm Tây hay ý đa bớ là lớp đào tạo, ví dụ như viên nổ ăn, hắn lễ tân cùng một số việc mà cần phải trang bị cho là du lịch.
đội bê nha lên du lịch hay ý tuyên truyền vận động cho bầu là hôm Tây phải đảm bảo an toàn thực phẩm. Khách ở lại phải có đứa ý cùng báo cáo thường xuyên với công an xã, đứa mà mắt án lượng khách, đứa đảm bảo cho việc an ninh trật tự, y như là an toàn thực phẩm. Công an xã để mà nắm được lượng khách để đảm bảo cho cái việc an ninh cái trật tự cũng như là an toàn thực phẩm. Bởi khi phát triển du lịch cộng đồng điện may, quân Mường Đa Bắc đoàn khóm lớn khác điện tham quan, tìm hiểu quê quốc khủng, văn hóa thiên nhiên, lòng lùa, cỏ chủ khác nước quái. Vì thế, đều về quyết chiến khai đúng bố đứa giải pháp lòng lá du lịch cộng đồng, huyện cố cấn tranh thù, kể hiệu quả, kể đúng giúp của tỉnh, của tán tổ chức, đưa đầy mảnh tuyên truyền quảng bá tài nguyên du lịch, triển khai tán chỉ trách đúng giúp doanh nghiệp, đầu tư, phát triển tán loại hình du lịch, nhất là du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, khám phá ở quần mướng. Bớ lùa góp phấn vừa đờ lá du lịch vừa nâng lên nguồn thu nhập cho một miếng.